Đây là nhà tù duy nhất đãi tiệc tù nhân mỗi ngày. Bữa ăn của tù nhân thậm chí có thể đạt chuẩn 3 sao Michelin, thậm chí khi ra tù còn được cho rất nhiều tiền, hoặc bất cứ điều gì mà người tù muốn. Để được đi tù, người ta còn phải xin phép, nộp hồ sơ, phỏng vấn. Nghe cứ như kiểu thiên đường cho người tù, nhưng mọi thứ không hề đơn giản đến vậy. Nhà tù này có một cơ chế đặc biệt, nó được thiết kế thẳng đứng, mỗi tầng có 2 tù nhân. Đồ ăn chỉ đến một lần trong ngày và nó đi từ trên xuống. Có nghĩa là tù nhân bên trên làm cái gì với thức ăn cũng được, và tù nhân bên dưới mà không ăn thì chết đói. Nhân vật chính của chúng ta là Goreng. Anh chả mắc tội gì cả, và anh cũng chả biết gì về nơi này luôn. Anh chỉ định vào đây 6 tháng để mà cai thuốc, sau đó họ sẽ trao cho anh một chứng chỉ gì đó. Anh tỉnh dậy trong một căn phòng kỳ lạ với một ông già trông khá là biến thái. Ở giữa tầng có một cái lỗ để mà đưa đồ ăn. Goreng ra đó ngó nghiêng thì không thấy đáy mà cũng chả thấy đỉnh. Goreng hỏi thăm ông già, ông tên là gì? Chimagashi. Và chuẩn bị tinh thần mà lùa nhá. Lùa cái gì cơ? Đồ ăn sắp xuống. Đồ ăn từ trên kia xuống á? Đúng, đồ ăn thừa của 47 tầng trên. Thế là mình phán đồ thừa. Đúng, của 47 tầng trên. Thằng nào nghĩ ra cái cơ chế quái quỷ này vậy? Không biết, cậu mua quyển Tư bản chủ nghĩa tự do về đọc mà xem. Cậu không thấy nơi này như đại diện cho xã hội bên ngoài à? Ông là giáo viên dạy chiết à? Không, tôi có chứng nhận bị điên. Tôi sẽ thử gọi người bên trên. Ê! Không ăn thua đâu, bọn nó ở trên mà nó chảnh lắm. Thế còn bên dưới thì sao? Ê! Cũng đừng gọi bọn nó. Vì sao? Vì mình là tầng ở trên của bọn nó, mình cũng phải chảnh. Nói đến đây thì một bàn ăn bất ngờ đi xuống. Trên bàn là bữa cơm thịnh soạn, nếu người ăn là chó vì nó nhìn ngổn ngang dơ bẩn không tả được. Thế nhưng Trimagashi ăn như bị bỏ đói nhiều ngày và cấu hốc hết sức có thể. Thấy Goreng không chịu ăn, Trimagashi bảo rằng mỗi ngày chỉ có một bữa thôi. Nhịn là đêm đói, ông không rảnh để mà thức kể chúc bé ngủ ngon cho đâu. Thế là Goreng cũng có chút động lòng, cầm một quả lê bỏ vào túi, định tối rồi ăn. Nhưng căn phòng đột nhiên nóng lên, luật ở đây là không cho phép đầu cơ tích trữ đồ ăn. Đêm hôm đó, Goreng phát hiện ra cái bàn đồ ăn kia sẽ bay lên trên với tốc độ cực cao. Ngày hôm sau, Goreng vẫn tiếp tục không ăn. Anh lại trò chuyện với Trimagashi. Thì sao ông lại vào đây? Tại trên TV chiếu Emily in Paris mùa 3. Chuyện đó thì liên quan gì? Và tôi ném cái TV ra ngoài cửa sổ, nó rơi trúng đầu một người đi đường. Goreng hỏi thêm về số tầng ở đây. Trimagashi không biết. Nơi sâu nhất ông từng phải ở là tầng 132. Ở cái tầng đó thì chả còn gì để mà ăn. Thế chúng ta phải bảo các tầng khác ăn có chừng mực chứ. Anh thuộc hội chữ thập đỏ à? Không. Tổ chức nhân quyền à? Không. Thế thầy ngồi xuống đi. Nói xong, Trimagashi đái ngay một bãi xuống tầng dưới để mà thể hiện quyền uy của một người tầng 48. Sau đó Goreng hỏi Trimagashi, người ta cho mang theo một món đồ vào đây, anh thì mang sách, còn ông già mang cái gì? Ông già lôi luôn katana mổ lợn của mình ra khiến Goreng khá hoảng. Chẳng may ông già chém cho phát thì... Nếu là tôi sẽ mang theo tai nghe One Audio Pro C. Headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng. Với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, vô cùng trẻ trung vãi đã đeo lên auto đẹp trai, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng bảo hành đầy đủ 12 tháng, dành riêng cho người xem The Reviewer, khi mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá 299k. Mua nhanh cả hết hàng, nói thật, cái này hết hàng nhanh vãi. Ngày hôm sau, do đói quá nên là Goreng cũng nhặt nhạnh vài thứ lên ăn và thấy vị cũng không quá tệ. Nếu mà cứ ảm đạm thế này thì chẳng mấy mà qua 6 tháng. Bỗng nhiên một cái xác từ trên rơi xuống. Thì ra là người ở trên cao quá cũng có nỗi khổ của mình. Và ngược lại, người ở thấp quá cũng thế. Cứ ở tầng giữa thế này lại hay. Goreng nhìn Trimagashi, nhớ ra tháng trước lão ở tầng 132. Và anh tự hỏi bạn tù của lão lúc đó đâu. Anh tra khảo Trimagashi vì nghi rằng ông ta đã ăn bạn của mình. Trimagashi không trả lời vì bàn ăn đã đến. Lần này, trên bàn ăn có cả một cô gái. Nhưng đấy không phải là đồ ăn, Trimagashi nói vậy. Cô gái này tên là Miharu và cô thi thoảng đu lên đu xuống tìm con trai. Goreng nhìn kỹ qua cái lớp tóc 5 tháng chưa gội này thì thấy Miharu trông cũng xinh phết, ý tôi là trông cũng thương phết nên là định giúp, nhưng mà cô gái đẩy ra. Xong rồi Trimagashi kể tiếp chuyện vừa nãy. Ông có ăn thịt người nhưng không phải là ông giết bạn tù, mà là họ ăn một cái xác từ trên rơi xuống. Ông vừa kể xong thì cái bàn di chuyển, hai thằng ở tầng dưới thấy gái, định lôi cô ra làm trò đối bại. Nhưng chúng nó không biết rằng Miharu được mệnh danh là Kill Bill châu Á, cô giết ngay hai tên biến thái và tiếp tục đi xuống trong ánh mắt quan ngại của Goreng. Những ngày sau đó, Goreng bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Anh cũng dần chơi đùa với đồ ăn giống Trimagashi, cuộc sống có phần buông thả. Đấy là cho đến hết tháng, họ bị chuyển xuống tầng 171. Cái tầng này thì chắc chắn là chả còn con mẹ gì nữa mà ăn rồi. Nên là Trimagashi trói Goreng lại mà xẻo thịt ăn cho qua bữa. Goreng sợ hãi, nhưng anh chẳng thể làm gì khác, già mà trói chặt phờ lờ. Trimagashi cứ thế mà xẻo thịt Goreng từng miếng một. Nhưng may mắn là Miharu xuất hiện, cô cứu Goreng, sau đó để anh tự tay kết liễu Trimagashi. Sau một hồi thiếp đi, Goreng tỉnh lại và thấy Miharu đang ăn thịt Trimagashi. Vì thấy anh quá đói nên là Miharu cũng mang cho anh một miếng, không quên thêm miếng nước để mà nốt cho trôi. Nếu có thể thì Miharu nên chuẩn bị thêm một nồi lẩu nhúng giấm nữa thì tốt. Giúp đỡ xong xuôi thì Miharu rời đi, chỉ còn lại Goreng và cái xác. Anh đói quá, anh chả có bao que diêm để mà quẹt. Anh tiến đến xác của Trimagashi, nhập tiệc cùng những chú giòi. Anh phải ăn, anh phải sống. Trimagashi hiện về cười nhạo anh,
giờ anh cũng chẳng khác gì lão tà nữa. Thấm thoát, một tháng trôi qua, anh được chuyển lên tầng 33. Bạn tù của anh là Imoiguri, quan chức của ban điều hành, từng phỏng vấn anh trước khi đưa anh vào buồng giam. Vật cô chọn mang theo là con chó của mình. Sao cô lại vào đây? Tôi ung thư, sắp chết. Sao cô còn mang cả chó của cô vào đây? Tôi tưởng trong này sướng, với cả tôi muốn tuyên truyền cho mọi người ăn uống có chừng mực hơn. Imoiguri hối hận vì đã gián tiếp đưa rất nhiều người vào đây và muốn sửa sai bằng việc thay đổi nhận thức và cơ chế của nhà tù này. Nhưng có vẻ những lời thuyết phục của cô không có tác dụng. Cứ thế ngày qua ngày, Imoiguri tiếp tục thuyết phục các tầng khác. Goreng phát chán với cái bà ngây thơ này nên là anh vào việc. Anh dọa lũ ở dưới mà không nghe lời là anh ẻ lên đầu ăn. Imoiguri khá là phật ý, nhưng mà cách của anh lại hiệu quả hơn. Ngày hôm sau, bạn An lại đến và lần này có Miharu đang nằm trên đó và bị thương nặng. Goreng và Imoiguri vội băng bó cho cô. Đến đêm, Miharu tỉnh lại và ăn thịt chú chó của Imoiguri. Tất cả dừng tay, làm gì thế hả? Nó ăn chó của tôi rồi. Thì đó là việc mà người châu Á làm cơ mà. Imoiguri cãi không được. Ngày hôm sau, Miharu đi xuống. Imoiguri tiết lộ cho Goreng là cô ta không hề có đứa con trai nào hết. Lúc vào đây, Miharu đi một mình. Cứ thế nhiều ngày trôi qua, Imoiguri lúc nào cũng đau buồn. Goreng thì chả có tâm lý làm cái gì cả. Cho đến tháng sau, họ bị đưa xuống tầng 202. Và thậm chí là phía dưới còn rất nhiều tầng nữa. Goreng nhận ra nơi này bí ẩn hơn mình nghĩ rất nhiều. Imoiguri thì đã sớm treo cổ để đỡ phải chịu đựng và để lại lời nhắn mong rằng Goreng sẽ ăn thịt mình để sống sót. Goreng dằn vặt tâm lý, những ngày đầu anh cố xé cuốn sách mà ăn, nhưng dần dà anh tiến lại gần cái xác và bắt đầu xẻ thịt của Imoiguri ra ăn. Và một tháng rồi cũng qua. Tháng tiếp theo, Goreng được lên tầng 6 và ở cùng anh là một anh da đen rất nhiệt huyết. Anh ta muốn trèo ra ngoài và đây là lần đầu tiên mà anh được ở cao thế này. Tuy nhiên bọn ở trên thì không quan tâm. Chúng giả vờ giúp, sau đó thả dây ra, khiến anh ngã xuống. Anh da đen đau khổ, cả anh và Goreng đều có một khát vọng khác, chứ không phải chỉ là ăn uống no say. Đêm đó, Goreng đề nghị anh da đen, họ sẽ cùng nhau đi xuống dưới và phân phát đồ ăn đồng đều cho mọi người, để có thể truyền một thông điệp cho ban điều hành khu này, rằng con người không phải là ai cũng tham lam ích kỷ. Anh da đen đồng ý, và họ bắt đầu đập giường ra để mà làm vũ khí. Sau đó họ ép các tầng ăn uống có chừng mực, đến một tầng nhất định, họ gặp lại thầy của anh da đen. Các con nghĩ làm thế này rồi bọn bên trên sẽ biết sao? Con đoán là chúng nó phải có camera hay gì đấy chứ. Không không không, con hãy để lại một món đồ ăn nào đó, cái đấy mới là thông điệp tốt nhất. Họ liền chọn một chiếc bánh nhỏ và tiếp tục đi xuống. 50 tầng đầu sẽ phải nhịn, bởi vì ngày nào chúng cũng ăn ngon rồi. Nhưng mà dĩ nhiên, chúng không dễ dàng đồng ý. Nhiều trận chiến diễn ra, và bắt đầu từ tầng 51, mọi người được phát đồ ăn. Cho đến một tầng, họ thấy Miharu đang bị tấn công. Goreng và anh da đen lao vào giúp. Họ giết được hai tên kia, nhưng mà cuộc chiến lại khiến họ bị thương nặng. Còn Miharu thì qua đời. Hai người tiếp tục lên lết qua các tầng. Càng xuống dưới, họ càng thấy nhiều xác chết la liệt. Cuối cùng, họ dừng lại ở tầng 333. Ở đây, kỳ lạ thay, lại có một bé trai, nhìn khá là lành lặn trắng trẻo xinh xắn. Thấy đứa bé có vẻ đói, hai người đưa chiếc bánh kem cho nó ăn. Sau đó, anh da đen vì mất nhiều máu mà chết. Goreng thì gắng sống được thêm một ngày nữa. Anh quyết định sẽ dùng đứa bé làm lời nhắn cho ban điều hành. Anh cùng đứa bé ngồi lên bàn ăn, nhưng chiếc bàn không đi lên, mà lại tiếp tục đi xuống. Đây chính là địa ngục, Trimakasi đến và đón Goreng đi. Cuối cùng hai người đã có thể làm bạn với nhau một cách bình thường, không lợi dụng nhau, còn lại mỗi cậu bé nằm trên bàn ăn. Chiếc bản bay lên trên thật nhanh, và cậu chính là lời nhắn đanh thép nhất cho đám người ở bên trên. Đó cũng là kết thúc của The Platform, Hố Sâu Đói Khát. Mặc dù là cảnh đói thì ít, cảnh ăn thì nhiều, nhưng đây là một trong những phim đem lại cảm giác kỳ lạ nhất trong tôi. Tôi phải đi rán đậu mới được. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại. À còn nếu mà muốn kiểu giải nghĩa các thứ thì phim này sâu phết, nói thật, bạn nên xem, recap thôi chưa đủ đâu.